Kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Xin chào anh Lê. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này là thứ 696 nha bà con. Hôm nay em có khoảng là 20 mấy tác phẩm để giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Đầu tiên em xin giới thiệu đây là mã số 1A, một tác phẩm Phật Di Lạc nha bà con. Đây tay bưng là một bịch túi tiền và quẩy trên vai là một cái thỏi vàng, một cái đồng xu vàng nha. Cô một xem, lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười. Cái này là chất liệu bằng đồng pháp lam nha bà con xem nha. Đây bằng đồng pháp lam thì cái pho tượng này thì tuổi đời cũng tầm 20-30 năm nha bà con. Có chiều cao như thế này em đo là khoảng là 82. Chiều ngang này là khoảng 55 nha. Đây. Quanh chân đế em đo là khoảng 102, rất là đẹp nha bà con, bằng đồng. Này về bà con mình vệ sinh trà bóng nó thôi thì rất là đẹp nha. Đây bà con mình xem. Đây bà con mình hữu duyên nha. Pho tượng này em cân nặng rồi nha bà con, cân nặng là 17/17 kg luôn nha. Đây nhưng mà em tính 17 kg thôi, bà con của mình về bà con mình cân lại giùm em nha. Đây bà con mình quan hỷ. Đây, để cho bà con mình xem. Rất là nặng nha. Giao lưu cho bà con mình hữu duyên nha, có giá là 12.500.000 đồng. 12.500.000 đồng bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Và đến với mã số 2A, một tác phẩm là Đạt Ma Sư Tổ nha bà con. Đạt Ma này là lúc mà khi mà ổng đi ngang sông đó nha, đi trên mặt nước đó nha. Có chiều cao như thế này là 34, chiều ngang là khoảng chừng 26 thôi, hoành thế này là khoảng 39 nha. Chất liệu là bằng đồng luôn, bà con mình xem nhìn rất là hồn nha. Đây, tác phẩm này nặng 3,5 kg nha bà con, 3,5 kg, bà con mình hữu duyên. Đây, giá giao lưu bà con của mình là 3 triệu nha, 3 triệu đồng. Và mã tiếp theo, số 3A, đây là một cây quạt đồng châu Âu. Con mình xem đây, vẫn còn xài được nha, nguyên con ghim. Có chiều cao này là khoảng chừng là 39 thôi. Đây, cái đường kính cái mặt quạt nha là khoảng chừng 34 nha bà con, bằng đồng hết nha. Hàng này em bao bà con mình về xài luôn nha. Cứ yên tâm về bà con mình cứ test thử điện vô và xài được rồi. Đây rất là đẹp, giá chỉ là 3.700.000 thôi nha, 3.700.000 đồng. Và mã tiếp theo số 4A, một tác phẩm Phật Di Lạc nha, ngồi trên lưng cá chép nha, tay bưng thỏi vàng. Đây miệng cũng lúc nào luôn vui vẻ và tươi cười hết nha. Chiều cao là 44, hoành nó là khoảng 62. Đây cao là 44 nha, hoành 62. Đây ngồi trên lưng con cá chép luôn, rất là đẹp. Đây, cái này cân nặng là 6,5 kg nha bà con, 6,5 kg, chất liệu là bằng đồng luôn. Đây chuyển đế bà con mình xem. Có giá giao lưu cho bà con mình là 3.900.000 thôi nha, 3.900. Và mã tiếp theo, đây số 5A, một tác phẩm là Mẹ Quan Âm Cửu Long chín rồng nha. Có chiều cao thế này là khoảng 35, cái hoành như thế này là khoảng 49 nha. Đây 35, hoành 49, Mẹ Quan Âm và chín con rồng nha bà con. Đây bà con mình hữu duyên, nặng là 5,2 kg. Có giá giao lưu bà con mình là 2.900.000 nha, chuyển đế đây nha bà con, rất là nặng nha. Và mã tiếp theo 6A, một cái chiếc bình bông. Đây bình bông này là bình con hạt nha, chất liệu là bằng đồng luôn. Này bà con mình về vệ sinh đánh bóng lên thì rất là đẹp nha. Có chiều cao như thế này em đo là 29, đường kính miệng 7 phân thôi, hoành là 45. Đây bà con mình xem rất là đẹp nha. Chiếc này nặng 2,7 kg nha bà con, 2,7 kg. Có giá giao lưu bà con mình là 1.400.000 thôi nha, 1.400.000 đồng, nặng 2,7 kg nha. Và mã tiếp theo số 7A, một tác phẩm là Đồng Tử Bái Quan Âm. Rồi bà con mình hữu duyên, có chiều cao là 21. Cái hoành thế này là khoảng tầm chừng 40. Đây, con mình xem nha. Này nặng khoảng 1,2 kg thôi. Giá hôm nay giao lưu bà con mình là 1 triệu đồng thôi nha, 1 triệu đồng. Đến với mã 8A, đây em có một cái bộ lư quế xưa luôn. Đây bộ lư này thì em đã trà đánh bóng lên cho bà con của mình rồi. Về bà con của mình là chỉ là sử dụng thôi, xài thôi nha. Có chiều cao như thế này là khoảng là 34 nha. Còn trên đèn chiều cao em đo là 33, đường kính mâm là khoảng 19. Đây bao già cho bà con của mình luôn, hàng này hàng thủ công xưa nha. Đây bà con mình xem cái nước đồng em đánh là nó màu vàng nha bà con, rất là đẹp nha. Đây như vàng 24 luôn. Đây. Bộ này nặng là 5,2 kg nha. Đây tổng bộ luôn nặng 5,2 kg. Giao lưu cho bà con mình giá chỉ là 2.800.000 đồng thôi nha, 2.800.000. Nguyên một bộ luôn nha bà con. Đây 5,2 kg đã được đánh bóng rồi nha. Và mã tiếp theo, đây tiếp theo thì em có mấy cái lọ bình rớm về giao lưu cho bà con của mình. Số 9A, đây là một cái chiếc bình hút lọc nha. Đây hình dạng là lắp nổi con rồng phun nước, bà con mình xem rất là đẹp.
có chiều cao như thế này là khoảng 50. Bình này thì nhỏ cái bình vừa rồi nha bà con. Quanh bụng bình nó là 90 nha. Hàng thì tuổi đời cũng từ 30-40 năm thôi nha. Đây bà con mình xem ở dưới là những con cá chép rất là đẹp. Hàng thì làm tích liền lạc hết. Đây đắp nổi nha, hoa văn đắp nổi đắp tay. Đây thủ công. Có giá là 3.800.000 nha, 3.800.000 đồng. Mã tiếp theo số 10A. Đây là một cái chum. Đây một cái chum gốm rất là đẹp luôn, mang dạng luôn rồi nha. Đây hàng này thì làm tích liền lạc hết nha bà con. Trên là bốn cái mặt này là bốn cái mặt bọn. Chiều cao như thế này em đo là khoảng 54, đường kính miệng này là 22, hoành bụng này là khoảng 110. Đây làm tích hết. Bên giật nạc nạc này là tích tướng linh nha bà con, long lăng quy khủng. Đây rất là đẹp bà con, mình xem cái nước men đây làm tích hết nha, rất là nặng nha bà con. Đây long lăng quy phụng trong đế này nha. Có giá giao lưu bà con của mình nha là 4.600.000 đồng nha, 4.600. Và đến với mã số 11A, em có một cặp chế tàu hàng vẽ tay quốc tay luôn. Đây hàng làm kỹ thuật nha bà con. Đây rất là đẹp, tích sơn thủy nha, hoặc là mình cũng gọi là tích thiên hạ thái bình cũng vẫn được luôn nha. Có chiều cao như thế này em đo là khoảng 50, tầm 57 nha. Đây quanh bụng bình này là 100, hàng làm tích liền lạc hết. Đây tuổi đời con này cũng từ 30-40 năm trở lên nha bà con, hàng này già đời hơn nha. Đây bà con mình xem cái nước men người ta vẽ đây rất là đẹp. Đây này có một cái dị đồng trên này nha, trên này có một dị đồng cái miệng nó chắc chắn nha. Có giá giao lưu bà con của mình đây, em có một cặp đây nha. Đây hàng tàu vẽ tay quốc tay. Đây bà con mình xem làm tích liền lạc hết luôn nha bà con, xem giùm em đây mặt bên trong. Một cặp này giao lưu bà con mình giá 5.500.000 đồng thôi nha, 5.500.000. Và mã số 12. Mã số 12 này em có một cái chậu nha bà con. Đây chậu gốm xưa, hàng này là đắp tay thủ công, hai bên là những bốn bên là cái tay bèo nha, nhìn rất là đẹp, giống như bắp cải nha bà con. Có chiều cao em đo là 24, đường kính phủ bì luôn là 34 nha, lọt lòng của nó là 24. Đây. Hoành bụng tổng này nha. Hoành bụng tổng là khoảng 120. Hàng làm tích liền lạc không hề bị nứt, mẻ tóc gió chỗ nào nha. Đây. Rất là đẹp nha bà con. Tích bên dưới là người ta đắp nổi hết luôn đây. Mình xem cái tùng và ông già ngồi câu cá đó nha. Đây chôn đế đây. Có giá giao lưu bà con của mình nha, chiếc chậu này giá là 2.200.000 thôi, 2.200.000 đồng. Và mã tiếp theo số 13A. 13A này có một cặp đôn vuông nha, đôn vuông mặt bằng đá. Đây chất liệu là bằng gỗ gõ nha bà con. Này giờ bà con mình về chơi những cái món vật dụng của mình lên thì rất là đẹp. Chiều cao như thế này em đo là khoảng 74 nha. Đường kính vuông nó là 45 đây, chừng hai bà con mình luôn. Đây nó có hai mặt trên mặt dưới. Mặt đá bên trên dấu ấn đây nha, và những cái chữ bút ký đây, con mình xem. Này nó gời. Đây đá bên trong này bà con mình xem nha. Lành tích liền lạc hết nha bà con yên tâm nha. Đây bà con mình xem kỹ nha, rất là đẹp, lành tích hết. Đôi này em giao lưu bà con mình bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, có giá là 9.500.000 đồng. 9.500.000 đồng thôi nha, bao ship toàn quốc bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Mọi chi tiết bà con mình liên hệ vào số điện thoại 0772 8772 78 nha, để được tư vấn và chụp hình Zalo đầy đủ chi tiết bà con mình thêm tin. Và mã số 14 này là một cái bộ tranh tùng hạt Trường Xuân được khẩm ốc 7 màu Singapore rất là đẹp. Thì tranh này tuổi đời cũng qua 5 tháng rồi, cũng hoài 30 năm nha bà con, 34 năm trở lên. Còn mình xem những con hạt thì cây tùng nhìn rất là có hồn. Đây chiều cao này em đo là khoảng là 80 đi. Đây cao là 80 nha. Chiều dài như thế này là 160. Đây dài này là 160 nha bà con. Đây còn cái độ dày của bức tranh đó, độ dày bức tranh là 4 phân, được khẩm viền qua văn nha. Này qua thời gian 5 tháng cho nên những cái màu của nó xuống màu hoàng chanh hết rồi, những cái đường viền bên ngoài luôn nha bà con, người ta lộn bà con mình xem rất là đẹp. Đây những con hạt đi mà bắt cua bắt cá đó nha, con mình xem. Đây cây tùng đây nhìn nó rất là có hồn luôn, người ta làm rất là kỹ thuật và tỉ mỉ nha. Ốc hoàng chanh 7 màu, nó chỉ bị cái lỗi đây chút xíu thôi, bà con mình về xử lý lại giùm em. Về bà con mình để mình sử dụng cũng được, hoặc mình ra thợ mình kêu người ta lắp vào, ốc vào nha. Vì hàng này em sưu tầm sau thì giao lưu bà con mình chỉ sức một miếng ốc cho nó cũng nhỏ. Qua thời gian 5 tháng rồi bà con mình xem đây nha, thì bộ tranh này nói chung tuổi đời cũng mấy chục năm nha. Đây rất là đẹp nha bà con, nhìn rất là có hồn. Đây mặt sau lưng đây con mình xem, người ta những cái đố người ta bắt vô đây rất là dày, hàng
Hàng này rất là dày dặn nha, rất là chắc. Đây gỗ gõ. Tấm này giao lưu bà con mình giá là 21 triệu nha, 21 triệu đồng. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, vì nó bị lỗi chút xíu bà con mình à. Em để giá hữu nghị cho bà con mình về mình chỉnh sửa lại. Và mã số 15 là một bộ trường kỷ, chất liệu cũng là gỗ gõ luôn. Đây hàng thì làm tích, bộ này tuổi đời cũng từ 40 năm nha bà con. Đây cái băng bàn này cao là khoảng 7-68. Chiều dài là 125. Đây còn chiều ngang nha là 56. Con mình xem đố và gỗ rất là đẹp nha. Con mình xem đây rất là dày dặn, rất là cứng cáp nha bà con. Đây, con mình xem rất đẹp luôn. Bình tất hết nha. Cái này chỉ cần đánh bóng vệ sinh lên thôi thì nó bóng thì rất là đẹp. Thầy qua thời gian năm mấy cho nên em chưa có chà đánh bóng luôn nha bà con. Em có xa để cho luôn chặt như vậy nha. Và bộ băng ghế đây. Bộ băng ghế thì hai băng. Đây băng ghế này em đo có chiều cao là 90. Đây. Chiều dài nha. Chiều dài của mình luôn. Và 186 nha bà con. 186. Đây những cái này người ta cắt bình thủ công nha, rất là đẹp. Hàng dày dặn làm tích nha. Và chiều cao từ bí bàn lên đây là khoảng chừng 50 thôi. Đây người ta lộn qua danh mà con mình xem. Cái này nó đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Nhìn nó rất là hài hòa nha, làm tích liền lạc hết. Con mình xem nha. Hàng này nói chung thì không có chê vào đâu rồi. Cái mức giá cả cũng nó vừa của mình sưu tầm hàng sử dụng luôn. Mặt sau lưng đây quay cho bà con của mình xem. Rất là đẹp nha bà con. Đây, bốn cái chân quỳ. Bộ này thì em giao lưu cho bà con mình nha. Em bao ship bà con mình 1.000 km thôi, có giá là 38 triệu. Đây 38 triệu bao ship mình 1.000 km. Bà con mình về kiểm tra hàng nha. Nếu mà ở gần thì bà con mình tới tận nơi để mà xem trực tiếp hơn nha. Và đến với mã 16A là một cây quạt. Cây quạt bằng đồng. Tích này là công nông 4 mùa nha bà con, rất là đẹp. Bà con mình xem đây. Những người đi cày cấy và những ông già đi câu cá nha. Đây cây đa đầu đình, những cậu bé đang nô đùa nha bà con. Cậu bé đi chăn trâu, ngồi trên lưng trâu. Đây, thổi sáo nha. Cái này là cái tích rất là hay. Đây một cái đầu đình, có một cái đình luôn. Đây, chiều cao là khoảng 64 nha bà con. Còn chiều dài cái quạt này đó là 120. Thì quạt nặng khoảng 2,2-2,3 kg trở lên. Bật đồng về bà con mình đánh bóng vệ sinh thì nó sẽ sáng màu đồng lên. Còn không thì bà con mình cứ để nguyên si của nó như thế nha. Có giá giao lưu bà con của mình chỉ là 3 triệu thôi nha. 3 triệu đồng cái quạt cho cái quạt quê hương. Đây quạt quê hương rất là ý nghĩa nha bà con. Và mã số 17 tác phẩm của clip hôm nay. Một bộ tranh tứ quý. Đây tứ quý này á, là người ta khảm ốc là 7 màu bằng tranh rất là đẹp, gỗ cỏ. Cũng về ngoài cũng được lộng rất là tinh vi. Bà con mình xem rất là đẹp nha, thủ công. Phối hợp làm tích người luôn á anh bà con. Tích người phía trên này là bát tiên nha, 8 vị tiên. Bà con mình xem rất là ý nghĩa, rất là hay luôn. Và ở bên dưới cũng là có tích người luôn. Đây bà con mình xem nhìn nó rất là hồn luôn nha. Chiều cao này em đo là khoảng 116 đi nha, một tấm nha. Còn chiều ngang một tấm thứ này khoảng 37. Cái này loại lớn nha bà con. Chiều dày từ 2,5 trở lên. Thì tới tấm này thì làm tích liền là không hề bị bong chóc chỗ nào. Có sao thì báo bà con mình như vậy nha. Rất là đẹp nha bà con, nhìn nó rất là có hồn. Đây giống như là tích người bên dưới đây, người ta ngồi đánh cờ. Ở bên đây là thi quả, thi viết. Đây, còn bên đây là quẻ nha. Rồi đàn, ngồi đàn nha. Này cầm kỳ thi quả đó bà con. Bà con mình xem rất là hay, rất là đẹp, rất là ý nghĩa luôn. Bộ này giao lưu bà con mình bao ship toàn quốc bà con mình nha. Có giá là 15 triệu đồng. Đây 15 triệu bao ship toàn quốc bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Và bà con mình dùng cái tay mình gờ nhẹ lên, mình sẽ cảm giác được cái độ ốc người ta khảm nó như thế nào nha. Rất là đẹp, rất là nhìn rất là tỉ mỉ luôn, không hề bị lỗi chỗ nào. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay. Bonsai Lan Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Mến chúc bà con mình thật nhiều dồi dào sức khỏe. Và em cũng xin hẹn bà con mình những clip tiếp theo ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con nhé. Hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em. Rất mong được ủng hộ nhiệt tình quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới nha bà con.